Linh, không được. Đăng ga. Em đói bụng rồi, tụi mình ăn cơm đi. Không có cơm. Không phải bữa nay đến phiên nấu sao? Tôi quên nấu, được không? Anh giận em chuyện hồi sáng à? Không có rảnh giận người dưng. Anh cũng biết đó, em là nhân viên mới vô làm mà, nhiều người bắt bẻ để ý lắm. Nếu khó khăn quá thì nghỉ đi. Và Văn Khánh, Thái Dương, lỗi việt vị cho ông đi đâu đó? Tiền đạo Hoàng Hồng Quân. Tôi đi vô phòng. Đi nấu cơm đi. Sao là tôi nấu? Hoàng Hồng Quân và số 8 Việt Dũng đã. Chứ không lẽ tôi nấu sao? Để việt vị trong pha tiếp bóng vừa rồi. Được, được rồi, để tôi nấu. Thấy người ta hiện ăn hiếp hoài. Anh, sáng nay em mới tới tiệm phở chỗ bé Vi làm đó. Mà con nhỏ đó cũng tội nghiệp thiệt. Đi học không đã đủ mệt rồi, vậy mà còn phải đi làm thêm nữa. Nhưng mà tiệm phở đó cũng ngon chứ. Anh, bữa nào cả nhà mình cùng đi ăn một bữa đi. Anh anh sao vậy? Em nói là bữa nào rảnh cả nhà mình tới đó ăn. Được mà. Cô chủ nhiệm của anh hai có dữ không? Chứ cô chủ nhiệm của em dữ quá. Em mà cũng biết sợ à. Anh em một nhà mà không biết gì em hết. Em nhát lắm. Anh hai không biết hả? Chú, dừng lại giùm con tí đi. Chuyện xong rồi, em về nhanh nha. Em biết rồi mà, em đi nha. Đi nha. Nè. Nè. Mày lo lắng vậy á thì thôi đừng ra tiệm làm nữa. Xin vô trong trung tâm mua sắm làm luôn đi. Lo gì mày? Mày không biết đó, trong lòng Hiền lúc nào chị cũng có tao thôi. Phải không á? Hay là trong mày lúc nào cũng có bà Hiền? Thằng quỷ. Thôi tôi biết là anh hai. Đi. Đây. Em Vi của tao á, nếu mà không có chuyện gì xảy ra, chắc giờ này cũng vô trường cấp 3 dạy học rồi ha. Tội nghiệp em tao quá.
Ê, Vi em tao học giỏi lắm đó. Không biết giờ em Vi ở đâu làm gì ta? Một lá thư cũng không thấy nữa. Thôi, đừng nhắc tới Vi nữa. Nghe tới nó tao buồn lắm. Chú Năm, chú Năm ơi, dậy đi chú Năm. Thôi đừng kêu ông nữa. Sai xỉn ngủ kiểu này khách nào mà dám vô sữa. Bảo ơi, tao thấy tương lai của tao với mày có màu đen tối rồi đó nghe. Mới đây thôi mà thêm một con đại lộ nó xuất hiện rồi. Chị đang làm gì vậy? Đang cắt đồ. Coi chừng rách giải đó. Uống gì không? Lên rót trà nha. Thôi thôi khỏi đi. Em mới uống rồi, không có khác đâu. Chị Sanali à, không hiểu sao á, mấy bữa rày á trong đầu em suy nghĩ lung tung á, mà trong lòng của em á thì lại cảm thấy cô đơn, trống trải, hoang vu quá à. Như vậy là Oanh muốn có đôi có bạn rồi chứ gì. Lấy chồng hả? Mà tại sao chị không lập gia đình vậy? Tôi là người không muốn ràng buộc cho mấy chuyện chồng con. Tôi là người phụ nữ thích tự do. Mà tại sao phụ nữ mình cứ phải ràng buộc vô mấy chuyện chồng con chứ? Cô nghĩ vậy sao? Vậy từ đó đến giờ chị không thương ai hết hả? Không, mà cũng đâu ai thèm thương tôi đâu. Hả? Có chứ. Hồi mà tôi còn trẻ đó, trẻ hơn bây giờ đó, có hàng tá người đeo đuổi đòi cưới tôi nữa chứ. Vậy thì chắc chị rành về những người khác giới mình lắm ha. Đâu phải chị rành không đâu. Chị, vậy chị có biết cách chinh phục họ không? Đó là nghề của nàng mà. Chị chỉ cho em đi nha. Nha. Chị ơi, làm ơn nhanh lên giùm đi nha chị. Trời đất ơi, tiệm phở mà không có bánh phở rồi tôi lấy gì tôi bán đi. Nếu cô để ý anh nào rồi á, thì trước tiên làm bộ kiếm cớ vô tình đụng chạm vô ảnh, tạo càng nhiều sự thân mật gần gũi càng tốt. Dạ. Rồi, nhanh lên nghe chị. Cảm ơn. Ý chết. Phải làm bộ yếu đuối dịu dàng, đánh vào bản năng của đàn ông là thích bảo bọc che chở. Ôi da, ôi nặng quá à. Ôi ơi, cái vỏ này bữa nay sao nặng ghê nha, mỏi tay dễ sợ luôn á. Thôi được rồi, để tôi xách luôn cho. Thôi anh để em, vỏ của anh cũng nặng vậy. Không sao đâu mà, để tôi xách cho. Phải làm sao để mọi người xung quanh biết quan hệ của hai người, cố tình tạo ra càng nhiều tin đồn càng tốt. Chị Phượng, cái chuyện hôm bữa chị Phượng nói á, là em với anh Hoàng xứng đôi á, chị Phượng có đi nói với ai nghe không vậy? Đâu có đâu. Mà sao? Bộ sợ tôi đi nói người khác hả? Chị Phượng đừng có nói nha. Tuyệt đối phải giữ bí mật nha. Không được nói với ai hết nha. Ai mà biết được chắc em ngượng thổi một chút quá nha. Trời đất ơi, con nhỏ này nó nói mình là đừng có nói ai, mà giống như là kêu mình đi ra cho tất cả mọi người cùng biết vậy. Đồ con quỷ.
Cô anh nghỉ tay ăn cơm. Dạ. Đàn ông thường thích phụ nữ ý tứ, dịu dàng, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Sao phân biệt đối xử quá vậy? Không dâng chén cho tôi đi. À, anh cũng muốn mua một chiếc. Xe đạp hả? Ừ. Vậy em cũng mua một chiếc luôn. Ủa, vậy tới giờ hai bạn vẫn chưa có xe đạp sao? Tại giờ đi đâu á cũng có chú tài xế chở hết, nên thấy không có cần thiết, không mua xe luôn. Phương biết chạy xe không? Chuyện dạy cho Phương nha. Ừ, sẵn có xe ở đây để trừ dạy cho. À, Khanh biết chạy rồi, không cần phải tập đâu. Khanh đi trước nha. Ê Khanh, sao không đợi mọi người về chung luôn? Khanh có chuyện cho nên về trước. Thôi, ráng đợi chút xíu đi mà. Đợi lát nữa tụi mình về một lượt luôn ha. Trường không được thả tay ra nha. Trường biết rồi mà. Phương ráng giữ thăng bằng đi. Nhìn ở phía trước kìa. Phương biết rồi. Trường mới bệnh Phương nha, không có được thả ra. Biết rồi mà. Ráng giữ thăng bằng nghe chưa. Phương à. Có sao không? Chết rồi, chắc là phải đưa Phương đi bệnh viện thôi. Thôi, Phương không đi bệnh viện đâu, đưa Phương về nhà một lát đi rồi hết à. Có chắc không đó? Không sao đâu. Phương ráng đứng dậy nha. Cố gắng nha Phương. Được, đi. Ngồi lên. Trường chở về. Đi nha. Cô Trường nha Phương. Tụi mình đi trước nha. Chắc là chân của Phương không sao phải không? Cũng chẳng biết là có bị đau thiệt không nữa. Nhưng mà được săn sóc như vậy thì cũng đáng chứ ha. Chết rồi, chuyện lớn này. Từ mai chú tài xế nghỉ phép mới chết chứ. Làm sao đi học bây giờ? Đừng lo, ngày mai trường sẽ đến chở Phương đi học. Thiệt không? Dạ, Phương đang tập xe đạp thì bị té. Có đau lắm không? Để mẹ đưa con đi bệnh viện. Không xa đâu mẹ ơi, nghỉ một tí nữa được mà. Vậy sáng mai trường qua chở Phương đi học nha. Nha. Thưa bác con về. Cảm ơn con nha. Dạ, đâu có gì đâu bác. Con về nha bác. Nè Phương. Dạ. Có thật là không cần đi bệnh viện chứ? Thiệt mà mẹ. Con ngộ thiệt. Bị té trầy chân như vậy rồi mà vẫn còn cười được sao? Làm như có chuyện gì vui lắm vậy. Mẹ này. Bị té xe rồi hả? Chắc bị trật gân. Bút đi thấy đau quá anh ơi. Chú tài xế mới xin nghỉ phép,
không biết ai chở đi học đây nữa. Trường nói sáng mai Trường chở em đi học á. Trường chở em đi học? Sướng quá vậy. Ủa, mà anh hỏi vậy là sao vậy? Không bị gì là may rồi. Trời, xe lại hư nữa rồi. Sao vậy anh? Xe hư hả? Chạy bình thường, thỉnh thoảng lại bị như vậy. Em cũng biết một tiệm sửa xe kỹ mà tận tình lắm. Còn xa không cô? Gần tới rồi, còn chút nữa thôi. Anh này làm ở chỗ em, xe của anh bị hư, nhanh sửa kỹ nha. Dĩ nhiên là kỹ rồi. Thỉnh thoảng đập không nổi, không biết nó hư ở đâu nữa. Anh yên tâm đi, tôi kiểm tra máy hết cho anh. Cô Hiền nói có chưa quen, vậy tôi mới tìm đến. Nhờ anh kiểm tra kỹ giùm tôi. Đừng có lo, tôi sửa là y như mới vậy đó. Chiều mai anh ghé lấy ha. Vậy thôi, nhờ anh, có sửa giùm tôi. Anh yên tâm nha. Cô Hiền, tôi đi nha. Dạ. Nè, thấy tôi có giỏi không? Giỏi lắm á. Ai cứ giỡn mấy người đó tới đây làm gì? Bữa nay ở chỗ em làm có một ông khách vô mua hàng. Ổng nhà quê gì đâu á, cứ một hai đòi tiền mua cho bằng được cái áo mắc tiền nhất. Tới lúc cho coi, thấy giá rồi giá bổ lơ lơ, rồi bày đặt với ổng chứ eo. Chắc là không có đủ tiền mua, cho nên mới bày đặt ra vậy chứ gì. Lúc đó đó hả, em cũng cố nhịn lắm, chứ trong bụng nó cứ sôi lên sùng sục như nào. Chỉ muốn làm cho một trận mà thôi. Anh Hùng sao vậy? Bộ trong tiệm có chuyện gì hả? Ở trong tiệm không có chuyện gì hết á. Chuyện của Hiền á. Chuyện của tôi? Thì ngày nào bà cũng đi gặp mấy thằng đẹp trai, cho nên nó mới lo, nó điên. Trời ơi, nói chuyện gì đâu không à. Thiệt. Anh không nhớ gì sao em lại lên thành phố này à? Là bởi vì em không muốn xa anh. Trong mắt em chỉ có một mình anh mà thôi. Anh không hiểu sao. Em nói thiệt không? Anh của em thiệt là. Để coi. Giận lên nhìn mặt anh có thấy ghét ghê không? Em nói gì? Không, nhìn anh lúc nào cũng đẹp trai hết á. Em nói thiệt không? Trường, Phương cảm ơn nghe. Tan học Trường đến. Tại Phương mà thấy Trường vất vả quá. Đâu có gì đâu, Trường đi nha. Nè, bà con
nghe chuyện nhà Phương với ông Trường là bồ chưa? Bà nói gì? Thì ông Trường chở nhà Phương đi học, nghe nói nhà Phương ngồi phía sau ôm eo ông Trường tình tứ lắm. Trời đất, có thiệt không? Ừ, vì nghe nói chân nhà Phương bị đau, ông Trường sẽ chở nhỏ đi tới khi nào chân nhỏ lành thì thôi. Nhỏ Phương sướng quá ta, tôi cũng mấy lần được nhìn lén, đúng là Trường đẹp trai dã man. Ừ, nhỏ Phương xinh cũng đâu kém gì ông Trường, mà cặp đó xứng đôi quá ha. Mà sao ông nhỏ đi lâu quá ta? Khanh đang chờ ở bên ngoài. Trường chờ tí nha, để Phương dẹp vô đó. Trời ơi, sao có người gì đẹp trai gì ghê lăng dữ vậy ta? Đang nhớ Phương sướng vậy. Trường ơi, Khanh đang chờ ở đâu vậy? Khanh đang đợi ở cột cờ. Thi mà. Sao mặt em kỳ quá vậy? Y như bị thi rớt vậy đó. Nhìn giống bông hoa héo lắm. Đừng có yếu xìu vậy nữa. Phải cười lên. Cười lên thì mới đẹp chứ. Cười lên đi. Trời ơi đẹp rồi thấy chưa. Trời ơi đẹp nữa. Trời đẹp quá chừng luôn vậy á. Anh Hoàng á, chắc không còn lâu đâu, sẽ ngã gục chức chị đó. Vậy là tốt quá rồi. Nè, nếu em mà có thắc mắc gì vấn đề tình cảm á, đến gặp Sanali đi, chuyên gia tâm lý á. Em không cần lời khuyên cho mấy chuyện tình cảm đâu. Sao lại không cần? Chị thấy chuyện tình cảm của em cũng phức tạp lắm á nha. Hai cậu đến tiệm mình hôm bữa đó, cậu nào trông cũng được. Tụi em chỉ là bạn thôi mà. Bạn? Bạn mà thấy ánh mắt cậu nào cũng khác thường hết á. Chị á, phải đi học chị Sanali nhiều đi. Hả? Cái không cái biểu tôi đi học Sanali à? Chọc giận tôi hả? Cho anh mượn cuốn sách tiếng Pháp một chút đi. Chân còn đau lắm hả? Tưởng nhanh lành, ai nhờ lâu quá. Nhờ chân đau, được Trường chở đi học, sướng quá ha. Hay là đau thêm vài ngày nữa đi. Em cũng đâu thích vậy đâu. Chi đi đâu cũng thấy cặp kè. Ừ, tụi nó cặp bộ nhau lâu rồi, trong trường mình ai mà không biết. Coi kìa, đi học mà không bẻ cổ áo. Ê, nhỏ kia, là cái gì mà để ta lên người của Khanh vậy hả? Phi đi trước nha. Khanh cũng đi đây. Chẳng lẽ ông Khanh lại thích nhỏ Vi thiệt hay sao chứ? Không là thấy vui á ta.
Đáng lẽ Chân Đào phải bực chứ. Mỗi ngày được Trường đưa đi học, bằng nhiều bực bội cũng tan hết á. Cái thằng nó nói đi kiếm khách mà không biết nó nói bao nhiêu lần nữa. Chú Năm à, con đi đây một chút nha. Đi thì đi, có ai cấm đâu mà đặt thưa với Trình. Chú Năm, chú Năm đừng có như vậy mà. Thằng Hùng á, nó nói được, nó làm được. Chú ráng chờ đi, chú sẽ thấy lời con nói không có sai đâu. Đúng là tụi bay mà, cứ theo phe nhau rồi bao che nhau, ai mà chịu cho nổi. Cảm ơn anh nha. Có xe hư đến đây em sửa cho. Cái con này thấy quen quen. Thằng Hùng đó chú Năm. Ê trời. Ê, mày làm gì đây? Ê, mất lịch sự. Biết rồi, còn hỏi nữa. Không có gì, đi vô đi, để tao làm việc. Năm đại, kiểm tra bảo dưỡng xe gắn máy cho quý khách miễn phí. Trời ơi, cảm ơn mày nghe. Ơn nghĩ gì chú ơi, có ai tới sửa máy tính chứ. Mà sao mày nghĩ ra cái trò này hay vậy? Hồi trước con làm vụ này hoài à. Lúc còn nhỏ đó, con với ông Bảo á, làm này trước quán phở á, kéo khách tới đông lắm. Phải không? Hiệu quả lắm. Đúng rồi chú Năm, hồi nhỏ con cũng có làm nữa, con thấy khách người ta thích lắm. Anh cần gì? Nè, anh sửa lần này, lần sau vô nữa, có sửa miễn phí nữa không? Đương nhiên rồi. Đó, chú Năm thấy chưa? Con nói chú ráng chờ, thế nào cũng có kết quả à. Cảm ơn Trường nhiều nha. Được rồi, Trường về đi. Ngày mai á, Trường đừng nói đây nữa nha. Phiền Trường quá. Ừ, từ ngày mai để Khanh chở nó đi cho. Không được, Trường đã hứa rồi, Trường sẽ chở cho đến khi nào Phương hết đau chân thôi. Trường về nha. Ê, vô nhà trước đi, anh đi đằng đây một chút. Anh đi đâu vậy? Thì đi công chuyện. Tim nha. Ê,
Mệt chưa? Hôm nay mà không có Khanh á, chắc là đi chết. À, Khanh đến có chuyện gì vậy? À, hôm nay Khanh định đến đây nói với Vi chuyện này, nhưng mà giờ đói quá, quên hết trơn rồi. Đúng rồi, đói bụng thì khó nói lắm. Vô tiệm đi, Vi đãi cho. Cháu tên là Khanh hả? Dạ. Cảm ơn cháu nhiều nghe. Ăn đi, ăn cho nhiều vô. Dạ. Bữa nay á, có bạn của Vi đến phụ việc á, em mới chợt nảy ra một ý nghĩ ha. Tại sao mình không mướn một người nam tới phụ việc? Vừa mạnh khỏe nè, vừa nhanh nhẹn nè, vừa... Vừa sao nữa? Thì người nam phụ việc tốt hơn, chứ sao nữa? Đúng không anh Hoàng? Tôi phản đối. Phải có nữ á, thì tiệm mới đông khách. Nam tốt hơn. Tôi nói nữ tốt hơn. Nam tốt hơn. Nữ. Nam. Nữ. Nam. Nữ. Nam. Hai anh chị làm trong quán vui tính quá ha. Toàn là người tốt đó. À, mà Khanh vẫn không nhớ Khanh gặp Vi có chuyện gì à? Ờ, Phương nó thích Trường lắm. Vi thấy Trường với Phương rất xứng đôi. Nếu chuyện của Trường với Phương mà thành thì Vi có sao không? Chắc chắn là không sao. Hồi nhỏ Vi cũng thích Trường, nhưng mà đó là tình cảm của con nít. Bây giờ chỉ là ký ức tuổi thơ. Vi chỉ coi Trường như là bạn, không hơn không kém. Nếu vậy thì hay quá. Em làm cái gì vậy? Sao tự tiện vô phòng người khác? Anh thích Vi đến như vậy sao? Cứ coi như không biết gì đi. Cũng giống như anh, không biết cái chân đai em gì đó. Phương hết đau chân rồi hả? Sáng nay ngủ dậy tự nhiên thấy hết đau chân. Ngày mai Trường đừng có đến nữa nha. Phương hết nhanh như vậy là mừng rồi. Nhờ vậy ai cũng biết Trường với Phương là một cặp. Đây nè, bạn gái của Trường á, có phải em sinh đôi với Khanh không? Ai nói vậy? Ai là ai, cả Trường này ai cũng biết. Mang hết đồ dơ ra đây rồi đi làm. Ủa em không đi làm sao? Hôm nay em nghỉ. Hả? Anh cũng xin nghỉ ở nhà với em nha. Thôi được rồi mà. Mấy hôm nay anh được khen, đừng có làm mất lòng chú Năm. Hay lại vậy, anh cứ ra làm đi nha.
Lát nữa em sẽ nấu món gì đó thiệt là ngon đem ra cho anh ăn. Đúng là trên đời này chỉ có mình em thương anh thôi. Ông Bảo, nếu có đồ dơ mang ra đi dùng rồi đi, đừng giấu nồi tùm lum. Thôi, đồ tôi được rồi, khỏi cần giặt. Trời ơi, được chứ mà được. Ê, nè, tôi nói được rồi mà. Nè, nè, tôi đã nói là khỏi rồi mà. Thì tôi đã nói là đồ tôi được rồi mà. Không phải là tôi muốn giặt đồ giùm ông đâu, chẳng qua là tôi sợ phòng thôi. Anh Hùng anh không chịu nổi mà thôi. Nè, quá đáng vừa vừa thôi chứ. Cái mông của anh Hùng lớn hơn thì phải. Mà cái quần của ông này nhìn cũng thấy ghê. Cái này là dành riêng cho anh Hùng yêu quý của mình. Dạ con mời chú. Ông ăn ngăn này. Còn anh ăn ngăn này nha. Nè, ngăn của anh Hùng bự hơn đúng không? Như vậy thì đổi mày. Này. Không được, của ai người đó phải ăn. Ôi trời, chú Năm. Chú Năm, thằng Hùng có nguyên cái đùi gà nè. Chú thấy không? Thấy. Chú có không? Hình như không. Vô lý, vô lý hết sức à. Con xin lỗi chú nha, tại vì thịt ít quá cho nên con mới làm như vậy. Để tôi đãi ông món khác, coi như là xin lỗi, được chưa? Phải ngon mới được à. Thì không tài nào đón nổi có cái vị nào trong này. Đâu Vi nếm thử có vị nào lạ lắm. Hình như có mùi quế. Thôi đi cô nương, làm gì có quế trong này. Cháu nói thiệt mà. Làm gì có quế trong này. Ủa anh Quang. Ừ? Ở trong này có quế hả anh? Có. Tôi có bỏ một ít. Thấy chưa, cháu nói đúng mà. Sao lạ vậy ta, tôi có nghe mùi quế đâu. Dạ. Dạ, dạ hai tô, dạ dạ. Cho hai tô đặc biệt đến tiệm chú Ba nha. Hiền, em nói phở đây ngon lắm hả? Ừ. Ừ. Xin chào, đi bàn ngồi đi em. Chị, cho em hỏi thăm, nhà chị sinh đâu vậy? Em đi thẳng ra phía ngoài, quẹo bên tay phải. Dạ, cảm ơn. Anh đi một chút nha. Ừ. Giờ làm gì? Đi không? Đi chứ. Chị đến ngày nào vậy? Hôm nay chị không đi làm ở trung tâm mua sắm hả? Chị định cho mấy người bạn ăn thử phở ở đây. Vậy chị ăn ngon miệng. Em giao phở hả? Thôi em đi đi. Dạ.